mẹo bảo quản thịt tươi quanh năm mọi người nên biết. Xin kính chào quý cô bác đang theo dõi trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Cô bác thân mến, thịt gia cầm nói chung và thịt gà nói riêng được sử dụng phổ biến trong ẩm thực Việt Nam, dễ dàng chế biến thành món ăn ngon, đặc sắc. Một số chị em có thói quen mua số lượng nhiều thịt gà để về sử dụng dần. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết mẹo bảo quản thịt gà tươi đúng cách. Việc bảo quản thực phẩm đúng cách, đảm bảo dinh dưỡng và độ tươi ngon của thức ăn sẽ giúp cho nhiều gia đình chủ động, tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc chế biến món ăn hàng ngày. Do vậy, trong video ngày hôm nay, Sống Khỏe Mỗi Ngày sẽ chia sẻ với cô bác những mẹo bảo quản thịt luôn tươi ngon, dù có để cả tháng cũng chẳng lo bị hỏng. Cô bác cùng theo dõi để áp dụng cho gia đình nhà mình, cô bác nhé. Tôi thấy là hiện nay hầu như nhà cô bác nào cũng đã có tủ lạnh rồi. Thế nên tôi sẽ hướng dẫn cô bác những bước để mình bảo quản thịt trong tủ lạnh một cách an toàn mà vẫn giữ được độ tươi ngon như lúc mới mua về nhất có thể, cô bác nhé. Đầu tiên là cô bác cần rửa sơ và lau khô máu trên thịt. Nhiều cô bác nghĩ rằng sau khi mua thịt về chỉ cần bỏ nguyên cả túi thịt vào trong ngăn đông của tủ lạnh là được rồi, không cần phải rửa hay đổi sang chiếc túi khác. Nhưng đó là một cách làm hoàn toàn sai lầm, cô bác nhé. Nếu máu vẫn còn dính trên bề mặt của thịt, nó sẽ dễ dàng bị đóng băng sau khi đông lạnh và thịt sẽ bốc ra mùi lạ bất kể được làm lạnh hay là đông lạnh. Vì vậy, chúng ta cần rửa sơ qua hoặc là ấn nhẹ thịt bằng khăn giấy để có thể thấm bớt máu trước khi cho vào trong tủ lạnh. Tiếp theo, cô bác cần đóng gói thịt thật kín. Khi mà thịt tiếp xúc với không khí, nó sẽ rất dễ bị oxy hóa và sinh sôi ra vi khuẩn. Hạn sử dụng của thịt bò chỉ từ 3 đến 5 ngày, thịt lợn là từ 2 đến 3 ngày, thịt gà thì chỉ để được 1 ngày. Nếu là thịt xay thì tốt nhất nên ăn trong ngày. Nếu cô bác muốn tránh sự sinh sôi của vi khuẩn, chúng ta có thể đóng gói chúng thật kín rồi đem đi đông lạnh. Nhưng các mô tế bào sẽ dễ bị phá hủy ở nhiệt độ thấp và việc đóng băng cũng sẽ ảnh hưởng đến hương vị của thịt. Do vậy, nếu mình ăn ngay được là tốt nhất. Còn nếu buộc phải dự trữ thì cô bác chú ý là phân loại thịt rồi cho vào các túi, buộc chặt và cất lên ngăn đá của tủ lạnh, cô bác nhé. Thứ ba là cô bác phân chia liều lượng trước cho mỗi lần sử dụng. Nhiều cô bác thường có xu hướng là cho hết thịt vào một túi rồi cứ thế mà cất đi. Lần nào ăn thì lại lấy ra giã đông rồi cắt miếng vừa ăn, rồi chỗ thịt còn lại tiếp tục mang đi cất. Thế nhưng đây là cách làm hoàn toàn sai lầm. Thịt mà cứ mang ra mang vào nhiệt độ chênh lệch như vậy thì rất dễ bị biến chất, chẳng còn một chút dinh dưỡng nào cả. Do đó khi mua về, trước khi đem bỏ vào trong tủ lạnh để bảo quản cấp đông, cô bác nên cắt thịt thành từng miếng nhỏ, dùng màng bọc thực phẩm bọc lại, chia nhỏ thành từng phần mỗi lần dùng và cho vào túi zip để vào ngăn đá của tủ lạnh. Đối với thịt xay hoặc là lát thịt dễ chia, chúng ta cũng nên xếp chúng thành từng lát rồi đông lạnh. Các loại thịt đã qua chế biến như là sam bông, thịt xông khói, xúc xích cũng có thể được bảo quản trong tủ đông, cô bác nhé. Ngoài ra, cô bác cũng có thể ướp thịt với các loại gia vị để bảo quản được lâu hơn. Ướp thịt với các loại gia vị như xì dầu, nước tương, rượu gạo mirin hoặc là rượu gạo rồi cho vào tủ lạnh tiếp tục bảo quản. Nó không những giúp thuận tiện bảo quản còn ngăn chặn sự sinh sôi của vi khuẩn và kéo dài thời gian sử dụng nữa. Thịt đã ướp cũng thích hợp để bảo quản trong ngăn đông đá. Ví dụ như thịt xay có thời hạn sử dụng ngắn, chúng ta có thể ướp, sau đó đem bảo quản đông lạnh. Các loại thịt gà có độ ẩm nhiều nước hơn, trước tiên có thể đem chúng đi hấp rồi đông lạnh hoặc có thể bảo quản chúng với canh gà. Thứ năm là cô bác có thể đặt thịt lên đĩa kim loại để làm đông nhanh hơn. Nếu tủ lạnh lúc nào cũng mở ra đóng vào thì nhiệt độ trong tủ lạnh sẽ lúc cao lúc thấp, khiến cho thịt càng nhanh biến chất hơn. Cô bác nên trải thẳng thịt trên mặt bàn, sau đó bọc chúng trong màng bọc thực phẩm rồi đặt chúng lên đĩa bằng kim loại có độ dẫn nhiệt tốt để giữ nguyên hương vị của thịt. Đợi đến khi thịt đông lại, chúng ta có thể bỏ vào trong túi zip, kéo khóa và phong kín không khí bên trong. Thứ sáu là cô bác cũng cần lưu ý đến cách giã đông thịt trong ngăn lạnh của tủ lạnh. Nếu đem thịt giã đông trong nhiệt độ phòng sẽ làm mất đi độ ẩm của thịt và hương vị cũng giảm theo. Vì vậy mà cô bác nên giã đông thịt bằng cách bỏ chúng vào trong ngăn lạnh của tủ lạnh hoặc đặt chúng vào nơi có nhiệt độ thấp hơn trong ngăn lạnh để thịt giã đông một nửa. Nếu chúng ta sử dụng lò vi sóng thì có thể sử dụng lò vi sóng để giã đông một nửa, không cần phải giã đông hoàn toàn cô bác nhé. Và cuối cùng là cô bác nên dùng hết trong vòng 1 tháng. Sau khi các loại thịt đã được xử lý, hãy nhớ là đánh dấu ngày đông lạnh chúng. Thịt sống chỉ thích hợp để đông lạnh từ 2 đến 3 tuần. Thịt đã nấu chín thì nên ăn trong vòng 3 đến 4 tuần đông lạnh để chúng không mất đi hương vị. Một khi thịt bị oxy hóa hoặc là lượng nước trong thịt bị bốc hơi, mùi vị thịt sẽ kém đi. Vì vậy, chúng ta cần đặc biệt chú ý. Bên cạnh thịt sống thì có nhiều cô bác cũng thắc mắc là với thịt đã chế biến rồi, chẳng hạn như là thịt luộc, thịt kho thì mình nên làm như thế nào? Thì đầu tiên, cô bác phải nhớ đó là mình chỉ nên bảo quản thịt đã chế biến trong một thời gian ngắn nhất định mà thôi. Thịt lợn đã qua chế biến nói riêng và những thực phẩm đã qua chế biến nói chung nên bảo quản trong ngăn mát của tủ lạnh trong vòng thời gian là 2 ngày và ngăn đông là trong 6 tháng. Trước khi bỏ vào trong tủ lạnh, chúng ta chú ý là phải bọc thịt heo đã luộc một cách kỹ càng. Chúng ta có thể sử dụng các hộp đựng hoặc là màng bọc thực phẩm để bọc thịt heo. Đặc biệt là cô bác phải để tránh xa các thực phẩm tươi sống khác để không làm cho thực phẩm bị oxy hóa hoặc là bị các loại vi khuẩn khác xâm nhập. Một mẹo nhỏ để bảo quản thịt heo luộc qua đêm trong ngăn đông đó là chia nhỏ số lượng thịt ra các túi khác nhau. Như vậy khi sử dụng chỉ cần lấy số lượng vừa đủ, không làm ảnh hưởng đến độ tươi của số thịt còn lại. Cô bác phải đợi cho thịt nguội mới cất vào trong tủ lạnh, không nên cất khi mà thịt vẫn còn đang nóng. Để tránh lây lan vi khuẩn từ môi trường bên ngoài, chúng ta nên rửa tay với xà phòng, sát khuẩn kỹ lưỡng trước và sau khi tiếp xúc với thịt. Bên cạnh đó, cũng cần đảm bảo vệ sinh sạch sẽ các dụng cụ nhà bếp và các bề mặt tiếp xúc với thịt. Nếu bảo quản thịt không đúng quy trình, thịt sẽ dễ dàng bị hỏng. Nếu phát hiện thịt có mùi hôi khó chịu, nổi nấm mốc, sờ vào có cảm giác dính nhớt là thịt đã hỏng rồi. Vậy thì lúc này chúng ta cần nhanh chóng bỏ đi ngay, không tiếp tục sử dụng vì sẽ gây hại đến sức khỏe. Nếu trong điều kiện gia đình không có tủ lạnh hoặc là tủ lạnh bị hỏng thì chúng ta có thể sử dụng những cách như sau. Sử dụng muối. Muối là nguyên liệu thường xuyên được sử dụng để bảo quản thịt cá không bị ươn, hư hỏng. Cách bảo quản thịt heo bằng muối cũng tương đối đơn giản thôi. Theo đó, cô bác chỉ cần rửa sạch thịt và ướp muối đều lên miếng thịt. Tuy nhiên, khi chế biến, cô bác nhớ là rửa sạch thịt nhiều lần để làm giảm độ mặn của thịt. Dùng giấm ăn. Cách bảo quản thịt qua đêm bằng giấm ăn cũng khá đơn giản và dễ làm. Khi mua thịt về, cô bác để nguyên miếng và rửa trực tiếp bằng nước ấm. Tiếp theo là dùng một chiếc khăn sạch nhúng qua giấm rồi gói thịt. Giấm ăn còn có tác dụng khử mùi và giữ màu thực phẩm được tươi ngon. Dùng hạt tiêu. Sử dụng hạt tiêu để bảo quản thịt heo qua đêm không phải là ai cũng biết. Đối với phương pháp bảo quản thực phẩm này, cô bác rửa sạch thịt rồi để thật ráo nước, phủ tiêu lên bề mặt, sau đó để thịt ở nơi thoáng mát. Trên đây là những mẹo bảo quản thịt đảm bảo luôn tươi ngon mà cô bác nào cũng nên ghi nhớ để áp dụng. Chúng ta sẽ thấy là làm theo cách này, thịt của mình lúc nào cũng ngon như mới mua về mà không lo mất đi những chất dinh dưỡng quý giá đâu cô bác nhé. Cô bác thân mến, hiện nay do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 mà chúng ta thường tích trữ thực phẩm cho gia đình để hạn chế ra ngoài hay đến những nơi tập trung đông người như là chợ, siêu thị, các cửa hàng thực phẩm. Tuy nhiên, làm sao để có thể bảo quản thực phẩm được lâu và luôn được tươi ngon thì hãy học ngay mẹo bảo quản thực phẩm tươi sống đúng cách trong tủ lạnh. Bảo quản thực phẩm tươi sống, đặc biệt là thịt cá trong tủ lạnh không đúng cách sẽ là nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta cũng như cả gia đình. Và trong phần tiếp theo của video ngày hôm nay, tôi sẽ giúp cho cô bác giải quyết ngay nỗi lo này với các mẹo bảo quản thực phẩm khác nhau. Xin mời cô bác cùng tôi theo dõi ngay sau đây. Đầu tiên đó là bảo quản trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa. Đối với trứng, một mẹo nhỏ khi bảo quản trứng trong tủ lạnh đó là chúng ta đặt đứng trứng lên khay theo chiều đầu to hướng lên trên sẽ giúp trứng tươi lâu hơn. Còn đối với sữa, đây là một loại đồ uống rất dễ nhiễm khuẩn và lên men nếu như cô bác bảo quản không kỹ lưỡng. Vì vậy, hãy sử dụng hết sữa nếu như đã mở nắp hoặc là cho lượng sữa thừa vào trong hộp kín rồi để vào ngăn mát tủ lạnh và uống hết trong vòng 24 giờ để đảm bảo các chất dinh dưỡng không bị mất đi. Thứ hai, đó là cách bảo quản rau, củ, quả. Các loại trái cây mọng nước như là cam, dâu, nho, đào rất dễ bị mềm, úng và rỉ nước nếu chúng ta bảo quản không đúng cách. Đầu tiên, cô bác nên lót dưới hộp hoặc là túi zip một lớp khăn giấy có khả năng hút ẩm tốt trước khi cho những loại trái cây trên vào trong tủ lạnh để giữ chúng luôn khô ráo và tươi ngon. Ngoài ra, cô bác cũng nên thường xuyên kiểm tra và loại bỏ ngay những trái bị hỏng, dập nát để tránh ảnh hưởng đến độ ẩm và làm hỏng các trái cây ở bên cạnh. Còn đối với các loại rau, sau khi mua rau về, cô bác nên cắt bỏ và nhặt bớt các lá sâu, hư hỏng, không được ngâm rửa mà nên bỏ ngay vào túi zip hoặc là hộp đựng có lót giấy để đảm bảo rau không bị ẩm ướt, bởi vì môi trường ẩm và lạnh có thể gây héo, úng và dập nát rau. Do vậy, với cách bảo quản thực phẩm như trên thì cô bác có thể trữ rau trong khoảng 2 tuần. Hãy cố gắng chế biến và dùng càng sớm càng tốt cô bác nhé. Thứ ba, đó là bảo quản thủy hải sản. Đối với các loại thủy hải sản như là cá, tôm, nghêu, sò thường có mùi tanh đặc trưng. Vì vậy, để tránh ảnh hưởng mùi sang các thực phẩm khác có trong tủ lạnh, chúng ta nên bọc màng bảo quản thực phẩm rồi mới cho vào trong một chiếc hộp kín. Ngoài ra, chúng ta nên luộc cá trước khi cho vào ngăn mát để giúp cho cá không bị bốc mùi tanh và không mất đi các chất dinh dưỡng của bác nhé. Thứ tư, bảo quản gia cầm trong tủ lạnh. Đối với những người thích ăn thịt gia cầm như là gà, vịt, ngan, ngỗng, khi mua về mà chưa có nhu cầu ăn ngay bởi vì khối lượng của gia cầm quá lớn, cô bác muốn bảo quản để ăn dần thì hãy bọc kỹ hoặc cho vào các hộp kín trước khi cho vào trong tủ lạnh. Nếu không, thịt sẽ rất dễ bị nhiễm khuẩn. Về thời gian bảo quản thì chúng ta có thể để trong ngăn đông đá khoảng 7 ngày. Tuy nhiên, thời gian đông đá càng dài thì độ tươi ngon của thịt sẽ càng bị giảm đi một cách đáng kể cô bác nhé. Như vậy là trong video ngày hôm nay, Sống Khỏe Mỗi Ngày đã cùng với cô bác tìm hiểu về mẹo bảo quản thịt tươi quanh năm ai cũng nên ghi nhớ. Đầu tiên là cô bác cần rửa sơ và lau khô máu trên thịt. Tiếp theo, cô bác cần đóng gói thịt thật kín. Thứ ba là cô bác phân chia liều lượng trước cho mỗi lần sử dụng. Ngoài ra, cô bác cũng có thể ướp thịt với các loại gia vị để bảo quản được lâu hơn. Thứ năm là cô bác có thể đặt thịt lên đĩa kim loại để làm đông nhanh. Thứ sáu là cô bác cũng cần lưu ý đến cách giã đông thịt trong ngăn lạnh của tủ lạnh. Và cuối cùng là cô bác nên dùng hết trong vòng 1 tháng. Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ cùng cô bác đó là mỗi chúng ta hãy luôn giữ cho mình một tinh thần lạc quan, vui vẻ, tránh những lo lắng và suy nghĩ tiêu cực. Chỉ khi chăm lo cho sức khỏe tinh thần thật tốt, thêm vào đó là một chế độ ăn uống hợp lý, đúng cách thì chắc chắn cô bác sẽ luôn khỏe mạnh và sống thọ bên con cháu nhé. Và nếu quý cô bác thấy video này của tôi hữu ích thì cô bác cũng đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình nhé. Chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý.